bước ngoặt trong chiến sự Nga-Ukraine. Lệnh ngừng bắn tạm thời khép lại, ngay lập tức giao tranh tại miền đông Ukraine lại diễn ra căng thẳng, nhất là với những gói viện trợ quân sự khổng lồ, bao gồm các khí tài thiết yếu dành cho Kiev từ Mỹ và phương Tây. Nguy cơ cuộc giao tranh tiếp tục kéo dài, khốc liệt hơn càng lúc càng rõ rệt. Tôi kêu gọi các đồng minh hành động nhiều hơn nữa nhằm bảo đảm cho Ukraine chiếm ưu thế và Tổng thống Nga Vladimir Putin không chiến thắng vì lợi ích an ninh của chính chúng ta. Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Tổng thư ký Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg trả lời phỏng vấn hãng tin Đức DPA. Cho đến thời điểm đó, nghĩa là khi kết thúc năm 2022, Ukraine đã nhận được khoản hỗ trợ tài chính kỷ lục lên tới 32,1 tỷ đô la Mỹ từ các nước phương Tây và tổ chức quốc tế. Trong đó Mỹ và Liên minh châu Âu EU là những nhà tài trợ lớn nhất. Theo báo cáo mà Ngân hàng Trung ương Ukraine công bố ngày 7 tháng 1 năm 2023, với 12 tỷ đô la Mỹ. Mỹ đứng đầu danh sách các nước hỗ trợ tài chính cho Kiev, tiếp đến là EU 8 tỷ đô la Mỹ, Quỹ tiền tệ quốc tế 2,7 tỷ đô la Mỹ, Canada 1,9 tỷ đô la Mỹ và Đức 1,6 tỷ đô la Mỹ. Ở một khía cạnh khác, dữ liệu chính thức do Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Phát triển Kinh tế và Thương mại Ukraine Yulia Sviridenko công bố ngày 5 tháng 1 cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này trong năm 2022 giảm 30,4% đây cũng là mức giảm mạnh nhất được ghi nhận trong 30 năm. Dĩ nhiên, nguyên nhân chính là tác động của xung đột Nga-Ukraine. Đánh giá về hiện trạng này, trong bài viết trên tờ The Washington Post, cựu Ngoại trưởng Condoleezza Rice và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates của Mỹ cho rằng, nền kinh tế Ukraine bị hủy hoại, hàng triệu người dân đã phải rời bỏ quê hương, cơ sở hạ tầng đổ nát và phần lớn tài nguyên khoáng sản, tiềm năng công nghiệp và đất nông nghiệp đáng kể của nước này nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Nói cách khác, Họ cho rằng tiềm năng quân sự và kinh tế của Ukraine hiện gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung từ phương Tây, điều có thể buộc Mỹ và châu Âu bắt đầu thúc đẩy Kiev tiến tới đối thoại. Song những nhận định của hai quan chức hàng đầu ngành ngoại giao và quốc tế ấy có vẻ như không đúng lắm với thực tế. Sự phát triển của Ukraine có thể bị kéo lùi hàng thập kỷ, nhưng Mỹ và phương Tây, như Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh, vẫn muốn thúc đẩy Kiev trở thành một dạng tiền đồn chống lại người anh em một nhà cũ biến Ukraine thành một mũi dao của phương Tây thọc sâu vào không gian hậu Soviet, vốn in đậm tầm ảnh hưởng truyền thống của Nga, qua đó khiến nước Nga suy kiệt khi phải chịu đựng một vết thương có thể khiến Moscow dì máu. Cuối năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán với Ukraine, mà điều đó là do chính quyền kỳ ép thực hiện. Tất nhiên điều này xuất phát từ chuyện lập trường giữa hai bên còn quá khác biệt, họ chưa có một điểm chung nào về quan điểm để tạo dựng bước khởi đầu cần thiết. Nhưng chính vì vậy, cũng như rất nhiều cuộc chiến khác từng diễn ra, phía nào cũng muốn chiếm ưu thế trên chiến trường trước khi thực sự tiến hành đàm phán nghiêm túc. Nói như ông Stoltenberg, gần như mọi cuộc chiến đều kết thúc trên bàn đàm phán. Cuộc chiến này có thể cũng vậy, chúng ta cũng hiểu những gì Ukraine đạt được trong đàm phán phụ thuộc chặt chẽ vào tình hình chiến sự. Ở khía cạnh khác, khi đường đua bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 xem như đã bắt đầu, những tin tức tích cực từ chiến trường Ukraine hiển nhiên sẽ được xem là các thành tiệu quan trọng đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng như Đảng Dân Chủ. Hơn thế, duy trì và củng cố thế giới đơn cực trước việc Moscow không dấu diếm tham vọng lật đổ trật tự thế giới ấy vẫn sẽ luôn là ưu tiên của nước Mỹ. Không những thế, sau hơn 10 tháng chiến dịch quân sự đặc biệt bùng nổ, nước hưởng lợi nhiều nhất về mọi mặt chính là Mỹ. Do đó, các nước phương Tây đề cập ngày càng nhiều đến sự cần thiết của việc tiếp tục cuộc xung đột ở Ukraine, cũng như cung cấp khí tài và huấn luyện cho lực lượng vũ trang Ukraine trên lãnh thổ của họ. Bất kể Moscow đã nhiều lần tuyên bố, hành động cung cấp khí tài của phương Tây chỉ kéo dài cuộc xung đột và việc vận chuyển khí tài sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga. Cụ thể và mới nhất ngày 7 tháng 1, Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov cảnh báo, động thái này có thể trở thành bước mở đầu cho việc cung cấp các loại khí tài tấn công khác cho Ukraine, đều có nguy cơ kéo NATO vào một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga. Động thái này mà ông Pushkov đề cập đến là chuyện Tổng thống Pháp Emmanuel Macron quyết định chuyển giao xe chiến đấu bộ binh AMX-10RC cho Ukraine. Nhưng song song, ý chí chiến đấu của quân đội Ukraine còn đang được thúc đẩy để trở nên mạnh mẽ hơn với những động lực lớn chưa từng có khác. Ngày 6 tháng 1, Washington công bố khoản hỗ trợ quân sự mới trị giá 3,75 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine, cũng như các quốc gia khác liên quan bị ảnh hưởng bởi tình trạng xung đột hiện nay ở Ukraine trong đó có viện trợ cho phép Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp các khí tài quân sự có tổng giá trị lên đến 2,85 tỷ đô la Mỹ từ kho dự trữ thiết bị quân sự của Lầu Năm Góc, trong đó có xe chiến đấu bộ binh Bradley cho Ukraine và những quốc gia liên quan khác. Những phương tiện thuộc diện viện trợ có thể là xe thiết giáp và xe bánh xích hạng nhẹ, có hỏa lực tầm trung và tầm xa, có khả năng tiêu diệt các phương tiện quân sự khác, bao gồm cả xe tăng. Mỹ cũng sẽ chuyển các hệ thống pháo binh, xe bọc thép chở quân, tên lửa đất đối không, và những mặt hàng khác từ Ukraine như một phần trong khoản viện trợ trị giá 2,85 tỷ đô la Mỹ nêu trên. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nêu rõ có viện trợ mới còn bao gồm 225 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ Ukraine xây dựng năng lực dài hạn và hỗ trợ hiện đại hóa. Khoản tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ các nhu cầu thời chiến của quân đội Ukraine và cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ duy trì các thiết bị mà Mỹ đã viện trợ cho Ukraine trước đây. Quá viện trợ quân sự mới đánh dấu lần thứ 29 Mỹ viện trợ khí tài và thiết bị quân sự cho Ukraine kể từ tháng 8 năm 2021. Một phần khác của quá viện trợ trên là 682 triệu đô la Mỹ tài trợ quân sự cho các nước đối tác châu Âu và những quốc gia đồng minh để khuyến khích và bù đắp các khoản tài trợ thiết bị quân sự cho Ukraine của các nước này. Ngoài ra, theo ông Blinken, quá viện trợ mới cũng sẽ được sử dụng để xây dựng năng lực cho các quốc gia đối tác của Mỹ bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Ukraine, bao gồm mở rộng hội nhập quân sự với NATO, nâng cao năng lực phòng thủ trên không gian mạng và tăng cường chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa các lực lượng an ninh. Ở một diễn biến khác, Pháp và Đức, hai quốc gia lãnh đạo EU, cam kết gửi xe bọc thép tới Ukraine. Từ lâu Ukraine đã kêu gọi phương Tây hỗ trợ nhiều loại khí tài hạng nặng, trong đó có xe tăng. Tuy nhiên, các quốc gia phương Tây miễn cưỡng chuyển giao các loại khí tài này do lo ngại bị lôi kéo thêm vào xung đột hoặc khiêu khích Nga. Xong đến lúc này, như báo Rangwell của Đức bình luận, Thông tin về việc cung cấp những chiếc xe tăng đầu tiên từ kho khí tài của NATO cho Ukraine là nỗ lực để kiểm tra trên thực tế xem Moscow có bao nhiêu kiên nhẫn để không đáp trả các thách thức của liên minh này. Cũng trong ngày 7 tháng 1, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine, ông Oleksiy Danilov tuyên bố, quân đội Ukraine có thể chuyển từ thế trận phòng ngự sang tiến công tổng lực vào năm 2023. Ông Danilov cũng nhận định, các khí tài hiện đại do phương Tây viện trợ sẽ chính là yếu tố góp phần xoay chuyển cục diện chiến trường Ukraine trong năm nay. Xe bọc thép Bradley, Marder, Bastion và AMX-10, tổ hợp phòng không Patriot và nhiều hơn thế nữa. Có nhiều loại khí tài sẽ được gửi thêm cho Ukraine dù chưa từng được tiết lộ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ông Danilov tiết lộ về những khoản viện trợ mà Ukraine có thể nhận được trong năm 2023. Theo ông, vào thời điểm đầu của xung đột, các tên lửa vác vai NLAW, Stinger và Javelin có thể giúp quân đội Ukraine tiến hành tác chiến du kích nhằm chống lại hỏa lực và sức mạnh vượt trội của Nga. Tuy nhiên sau khi phương Tây tăng tốc viện trợ và chuyển giao những khí tài có uy lực và độ sát thương cao hơn cho Ukraine, thế trận của quân đội nước này đã được cải thiện và chuyển từ phòng ngự thụ động sang phản công. Pháo phản lực phóng loạt Hima, lụ pháo M777, tên lửa Harpoon, tên lửa Excalibur, pháo tự hành Panzer Hobbit 2000, tổ hợp phòng không Iris, pháo tự hành Caesar và Grab cùng nhiều loại khí tài khác đã giúp ký ép khắc chế những ưu thế vượt trội của quân đội Nga. Nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine vì vậy cũng đã được giành lại. Ngày 21 tháng 12 năm 2022, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine, thuộc gói viện trợ 1,85 tỷ đô la Mỹ của Mỹ cho Ukraine. Theo đó, Mỹ sẽ chi 1 tỷ đô la Mỹ để cung cấp cho Ukraine năng lực phòng không và tấn công chính xác tăng cường, cùng 850 triệu đô la Mỹ hỗ trợ an ninh. Câu hỏi đặt ra là liệu có ai biết chắc Điện Kremlin đã dự trù cho những nước thang căng thẳng này hay chưa? Và nước Nga có thể cũng như sẵn sàng làm gì để cùng lúc giành ưu thế trên chiến trường? làm các nền kinh tế EU tiếp tục kiệt quệ cũng như thách thức vị thế siêu cường duy nhất của nước Mỹ. Cho đến hiện tại, Moscow vẫn chỉ xem đây là một chiến dịch quân sự đặc biệt, chứ chưa kích hoạt toàn bộ các phương diện cũng như nguồn lực của một cuộc chiến quy ước đúng nghĩa. Để tình thế phát triển đến mức đó cũng sẽ là cạm bẫy đối với chính Mỹ cũng như phương Tây. Mỹ thất bại khi đặt hai mục tiêu trái ngược nhau trong cuộc xung đột Ukraine có nhiều thắc mắc cần giải đáp về mục tiêu cụ thể được chính quyền Mỹ đưa ra liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Mỹ đã thất bại trong việc đặt ra mục tiêu rõ ràng cho cuộc xung đột ở Ukraine. Nhận định trên được cựu sĩ quan tình báo quân sự Frank Ledwich đưa ra trong một bài phân tích đăng tải trên ấn phẩm The Guardian. Theo tác giả, Washington đã không rút ra được bài học lớn từ những cuộc chiến của họ ở Iraq và Afghanistan. Đó là sự cần thiết của việc phải đặt ra mục tiêu quân sự rõ ràng bằng cách gián tiếp tham gia vào cuộc xung đột ukraine đồng thời cung cấp hỗ trợ cho kiev ngày càng nhiều hơn washington đã thất bại trong việc nói rõ những gì họ muốn đạt được hiện tại mỹ chưa thể xác định rõ mục đích quân sự của mình chúng tôi nghe rất nhiều về những gì hoa kỳ hứa ủng hộ chẳng hạn như là sự toàn vẹn lãnh thổ của ukraine washington đang hỗ trợ nhiều thứ nhân quyền tiến trình dân chủ điều này không giống với các mục tiêu quân sự bắt buộc phải đạt được bài báo nói rõ theo chuyên gia ledwich đã đến lúc Mỹ và khối NATO phải quyết định xem họ muốn gì, nếu không cuộc xung đột này sẽ kéo dài và trở nên ngày càng vô vọng. Bất chấp thực tế là các quan chức Mỹ đã nhiều lần nói về những gì họ muốn đạt được trong quá trình chiến sự. Tuy nhiên những mục tiêu này đang mâu thuẫn với nhau, cựu sĩ quan tình báo nhận xét. Tôi biết được chính quyền Mỹ có ít nhất hai mục tiêu với kết quả rất khác nhau, ông Lewis nhấn mạnh. Ví dụ cụ thể, đầu tiên là phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin, Chúng tôi muốn Nga bị suy yếu đến mức không thể làm những gì họ đã thực hiện trong cuộc xung đột ở Ukraine. Mục tiêu thứ hai được Ngoại trưởng anthony Blinken xác định. Ông cho biết Mỹ đang tập trung vào việc tiếp tục cung cấp khí tài cho Ukraine để nước này giành lại toàn bộ những vùng lãnh thổ đã mất sau ngày 24 tháng 2 năm 2022. Theo chuyên gia Levis, cách tiếp cận đầu tiên có thể là Hoa Kỳ nên kéo dài cuộc xung đột càng lâu càng tốt để làm hao mòn sức chiến đấu của quân đội Nga đến mức không thể phục hồi. Trong cách tiếp cận thứ hai được mô tả bởi ngoại trưởng Blinken, một loạt các mục tiêu về lãnh thổ rất hạn chế được tuyên bố, nhưng chúng hoàn toàn không phù hợp với đòi hỏi rõ ràng và đã được Ukraine nhấn mạnh đó là khôi phục lại tất cả đường biên giới của nước này, bao gồm toàn bộ Luhansk, Donetsk và trên hết là bán đảo Crimea. Trên thực tế, Mỹ chưa bao giờ đưa ra tuyên bố rõ ràng đó là chính sách cùng với bước đi của họ nhằm ủng hộ các hoạt động quân sự để giành lại các vùng lãnh thổ đã mất của Ukraine. Ông Frank Lerich nói Thông tin vừa rồi đã kết thúc video của kênh TV 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Ông Zelensky sớm biết quân đội Ukraine hứng chịu bước lùi quanh trào lửa Bắc Mút. Trước khi thủ lĩnh tập đoàn lính đánh thuê Wagner thông báo về việc kiểm soát thành phố Soleda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra một số bình luận đáng chú ý. Prigozhin, thủ lĩnh tập đoàn lính đánh thuê Wagner được Nga hậu thuẫn, ngày 10 tháng 1 tuyên bố các chiến binh đánh thuê đã kiểm soát thành phố Soleda. Thành phố nằm ở khu vực giao tranh đáng chú ý gần trào lửa Bắc Mút và đây là chiến thắng đầu tiên của Nga sau nhiều tháng đối mặt khó khăn. Ông Prigozhin nói, chỉ còn một phần khu vực trung tâm thành phố là nơi giao tranh vẫn diễn ra do các binh sĩ Ukraine cố thủ. Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về các diễn biến mới. Trước đó cũng trong ngày 10 tháng 1, Bộ Quốc phòng Anh đánh giá các lực lượng hậu thuẫn Nga đã kiểm soát gần như toàn bộ Soleda sau 4 ngày giao tranh ác liệt. Mục tiêu nhỏ như Soleda thông thường không gây chú ý. Nhưng Soleda và các khu vực lân cận quanh thành phố chiến lược Bắc Mốt đã trở thành mục tiêu trọng tâm của Nga trong hai tháng giao tranh gia tăng ở miền đông vừa qua. Tất cả đều bị phá hủy, gần như không còn ai sống ở đó, ông Zelensky nói ngày 9 tháng 1, một ngày trước khi Soleda được cho là thất thủ. Nga muốn đạt mục tiêu gì ở đó, ông Zelensky nói thêm. Theo New York Times, câu trả lời có thể nằm ở chính tập đoàn lính đánh thuê Wagner, bước tiến giúp tổ chức này giành thêm uy tín, tạo cú hích về mặt tinh thần trong chiến dịch quân sự kéo dài gần 11 tháng qua. Ông Zelensky nói các lực lượng phòng thủ ở Soledad đã nỗ lực chiến đấu, giúp quân đội có thêm thời gian chuyển quân tiếp viện và các trang thiết bị mới ra mặt trận. Cả một khu vực quanh Soledad đều toàn là các thi thể của đối phương, thật sự là không thể tưởng tượng được. Ông Zelensky nói hôm 9 tháng 1, ám chỉ các lực lượng Nga đã nỗ lực vượt những gì mà Ukraine dự đoán ở Soleda. Kiểm soát Soledad giúp các lực lượng Nga có thêm cứ điểm đặt các khẩu pháo hạng nặng để gia tăng sức ép lên Bắc Mút, cũng như tuyến đường tiếp vận của Ukraine nằm giữa Bắc Mút và thị trấn Sivetsk ở phía Bắc. Soledad cách Bắc Mút chỉ 19 km. Bắc Mút là một thành phố nhỏ, nơi hầu hết dân thường đã rời đi sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Theo các nhà phân tích quân sự, giá trị chiến lược của thành phố nằm ở giao lộ dẫn đến các tuyến đường cao tốc. Từ Bắc Mút, Nga có thể dễ dàng vận chuyển khí tài và binh sĩ tới sát hai thành trì còn lại ở Donetsk, hiện do Ukraine kiểm soát, gồm Sloviansk và Kramatorsk ở phía Tây Bắc. Bước lùi của quân đội Ukraine ở các khu vực quanh Bắc Mút diễn ra trong bối cảnh Anh đề ngỏ khả năng hỗ trợ 10 xe tăng chủ lực Challenger 2, còn giới chức Mỹ nói sẽ xem xét để cung cấp thêm khí tài tấn công cho Ukraine. Theo New York Times, sự xuất hiện của các xe bọc thép và xe tăng phương Tây cam kết cung cấp là rất cần thiết đối với Ukraine. Sau gần một năm giao tranh, lực lượng tăng thiết giáp của Kiev đã bị tổn thất đáng kể, cần được sửa chữa và thay thế. Có những đơn vị Ukraine mất nhiều phương tiện bọc thép, đến mức phần lớn số khí tài còn lại là do các lực lượng Nga bỏ lại. Theo Viện Nghiên cứu ISW có trụ sở ở Mỹ, ông Prigozhin nỗ lực giành bước tiến ở Soledad nhằm gửi thông điệp tới Moscow rằng tổ chức Wagner hoàn toàn có thể là lực lượng chiến đấu chủ chốt và hiệu quả. Giới chức Ukraine một mặt thừa nhận khó khăn ở Bắc Mút và các khu vực lân cận, mặt khác ám chỉ rằng nếu thành phố có thất thủ thì cũng không phải là điều gì quá tồi tệ. Trong thông điệp ngày 10 tháng 1, ông Zelensky cũng nhấn mạnh tới mục tiêu rộng hơn, đó là giành lại toàn vùng Donbass. Kết quả của cuộc chiến khó khăn và kéo dài này là giải phóng toàn bộ vùng Donbass. Ông Zelensky nói, để có khả năng Ukraine có thể phải rút lui khỏi Bắc Mút, theo New York Times chuyên gia Mỹ, Ukraine sẽ sớm thất vọng với hệ thống phòng không Patriot. Hệ thống phòng không Patriot được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine đẩy lùi những cuộc tấn công tên lửa của Nga, nhưng khí tài trên có thực sự thần diệu. Chuyên gia Mỹ, Ukraine sẽ sớm thất vọng với hệ thống phòng không Patriot. Sự vui mừng của Ukraine đối với việc Mỹ viện trợ hệ thống phòng không Patriot sẽ nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng. Cựu trung tá quân đội Mỹ, ông Daniel Davis, đưa ra nhận xét nói trên trong một bài phân tích đăng tải trên ấn phẩm Business Insider. Vào cuối năm 2022, Tổng thống Ukraine đến thăm Washington và nhận được sự đảm bảo từ người đồng cấp Joe Biden rằng quân đội Ukraine sẽ được trang bị một khẩu đội Patriot, cũng như hơn 200.000 quả đạn pháo và tên lửa. Theo Trung tá Davis, tin tức nói trên đã truyền cảm hứng cho chính quyền Ukraine, nhưng sự hân hoan này sẽ sớm bị thay thế bởi thực tế chiến trường. Mặc dù nhiều người Mỹ ở Mỹ và Ukraine rất hào hứng với thông báo về tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot, nhưng điều quan trọng là phải hiểu khí tài này và có thể và không thể làm gì, bài báo viết. Thông báo chuyển giao Patriot được đưa ra sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công tên lửa lớn thứ 9 vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Trước đây, Tổng thống Zelensky đã yêu cầu phương Tây cung cấp các hệ thống phòng không tiên tiến nhất và bây giờ đòi hỏi của ông ta đã được lắng nghe. Mặc dù vậy, Câu hỏi đặt ra là sự bổ sung hệ thống Patriot nói trên có đồng nghĩa với việc thay đổi cuộc chơi đối với Ukraine hay không? Câu trả lời ngắn gọn và trung thực là không, Trung tá Davis viết.